Trước tình hình xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng mới tại Hải Dương và Quảng Ninh, sáng 28 tháng 1, Sở Y tế Nghệ An có công văn về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện chỉ đạo rà soát, lập danh sách và thông báo ngay cho người dân đã đến và trở về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nhân số 1552 và 1553. Yêu cầu cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện, thực hiện khai báo y tế, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nêu trên, yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật cho cán bộ y tế cơ sở tình hình sức khỏe 2 lần một ngày, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, phòng y tế, trung tâm y tế, phối hợp các đơn vị liên quan, triển khai rà soát, lập danh sách và thông báo ngay cho người dân đã đến và trở về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong 14 ngày đang có mặt trên địa bàn, khuyến cáo tự theo dõi tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật cho cán bộ y tế cơ sở tình hình sức khỏe 2 lần một ngày, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh. Tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo mọi điều kiện để thực hiện nhiệm vụ cách ly đối tượng tại các khu cách ly tập trung của huyện. Đối với các địa phương có khu vực cách ly tập trung của tỉnh, chủ động phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các lực lượng thực hiện công tác tiếp nhận cách ly, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong các khu vực thực hiện cách ly y tế vùng dân cư, triển khai vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn tại các nơi sinh sống, làm việc của những người dân nêu trên. Sở Y tế Nghệ An đề nghị Trường Đại học Y khoa Vinh xây dựng phương án sẵn sàng huy động lực lượng sinh viên đã được đào tạo về phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với ngành y tế thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, tổ chức lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, rà soát, lập danh sách và thông báo ngay cho người dân đã đến và trở về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong 14 ngày đang có mặt trên địa bàn, thực hiện khai báo y tế, tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe theo quy định, tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ tại cộng đồng, các trường hợp viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp tính tại các cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và khoanh vùng dập dịch.